tôi là Nguyễn Huy Cảnh, giám đốc công ty cổ phần đầu tư nội thất và dịch vụ Phú Vinh. Tôi có một thương hiệu đèn là Vĩnh Lộc Lighting tại số 243 phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Tôi rất đam mê nghệ thuật trang trí và đặc biệt là trang trí bằng ánh sáng. Nên trong suốt 3 năm qua, tôi luôn tìm những xu hướng mới để mang lại cho khách hàng những trải nghiệm mới nhất. Để hướng tới trình độ chuyên nghiệp hơn, tôi cũng chủ động cập nhật những công nghệ mới trong quản lý và vận hành cửa hàng, và đặc biệt là chủ động quản lý thông tin, giúp việc chăm sóc khách hàng trở thành tiêu chí cao nhất, tạo ra dấu ấn của Vĩnh Lộc Lighting trên thị trường. Có những lúc tôi phải đi công tác, thậm chí là nhiều ngày, nhưng hoạt động kinh doanh không hề bị gián đoạn. Từ việc nắm tình trạng kinh doanh cho đến việc điều hành đội ngũ kỹ thuật, đội ngũ bán hàng đều khá đơn giản và rõ ràng trên hệ thống. Khi tối ưu hóa được nguồn lực, tôi dành thời gian và tâm huyết cho việc phát triển con người, tạo cơ hội và chia sẻ tới cộng sự, tới khách hàng. Đó là phương châm kinh doanh cũng như phương châm sống của chính tôi. Tôi, Nguyễn Huy Cảnh, giám đốc thương hiệu đèn Vĩnh Lộc Lighting.